Rồi, Hoàng Chí xin chào anh em ha. Hôm nay mình làm cái video clip này để cập nhật thêm về cái sản phẩm kính H2C nha các bạn. Ở cái phần so sánh giữa hàng loại 1 và hàng loại 2 thì nó sẽ có một chút thay đổi. Cái video clip trước thì mình đã từng so sánh hai sản phẩm này và không hiểu vì một lý do nào bên nhà sản xuất hàng loại 1 họ có một chút xíu thay đổi làm gây sự hiểu lầm giữa khách hàng khi đặt hàng bên mình ha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip này để cập nhật thêm về cái sự thay đổi của bên nhà sản xuất kính H2C hàng loại 1. Một cái sự thay đổi hết sức là trùng hợp, khiến cho anh em phân vân phải hỏi shop là tại sao cái phần mà chân kính này nè. Cái video clip trước mà mình so sánh cái phần chân kính này là nó trơn chứ nó không có chạy vân sọc giống như cái hàng loại 2. Thì bây giờ mình về cái lô hàng mới này thì đột nhiên lại xuất hiện cái chân kính nó chạy vân 3D giống như cái chân kính của bên hàng loại 2. Trước mặt các bạn đây là hai cái kính H2C, kính chiếu hậu H2C ha. Hàng loại 1 và hàng loại 2. Hàng loại 1 là nằm bên tay phải của mình, hàng loại 2 là bên tay trái ha. Đó, các bạn thể thấy nè, hai cái chân kính hoàn toàn giống nhau. Nên nó có sự trùng hợp là khi mà mình đăng cái video clip đầu tiên so sánh giữa hai kính H2C này á, thì mình có nhắc đến là cái phần chân kính nó không có chạy vân sọc. Và phần chân kính của hàng loại 2 nó có vân sọc, gây ra sự hiểu lầm giữa khách hàng và shop của mình. Cho nên là hôm nay mình sẽ cập nhật video mới để làm rõ vấn đề này với anh em, và cũng để khẳng định uy tín của shop là mình đăng hàng loại nào và mình nhận tiền hàng loại nào thì mình bán hàng loại đó ha, chứ không có kiểu mà đăng nhận tiền hàng loại 1 mà giao hàng loại 2 cho các bạn đâu. Cái này chẳng qua là một sự trùng hợp khi mà nhà sản xuất họ thay đổi cái này, họ không có thông báo cho mình nè. Thì đây là full set của cái kính chiếu hậu H2C hàng loại 1. Bên tay trái mình là full set kính chiếu hậu H2C hàng loại 2. Và cũng như video clip lần đầu tiên mình đăng lên á, mình có so sánh cái mặt nhôm nè. Thì những cái này nó sẽ không thay đổi nha bạn. Đây, mình sẽ để gần cho bạn xem ha. Đó. Các bạn có thể thấy nè, hai cái màu nhôm nó hoàn toàn khác nhau. Và những cái chi tiết ở cái cạnh của cái kính hậu phía sau mặt lưng nè, nó hơi có phần nham nhở chút xíu ha, so với hàng loại 1. Đó. Các bạn xem video clip sẽ hiểu hơn, nhiều khi mình nói các bạn sẽ không hiểu hết về cái cách mà mình phân biệt kính như thế nào ha. Đó. Đây, các bạn có thể thấy nè, cái đường viền của kính H2C loại 1 rất là sắc sảo ha, không một lỗi lầm gì hết. Còn đường kính H2C nè, H2C loại 2 nè ha, các bạn có thể thấy màu nhôm nó cũng không có được láng mịn giống như hàng loại 1. Đây. Và ở đây nó gặp một cái vấn đề là giữa hai cái chân kính nó lại giống nhau. Nhưng mà cái màu nhôm các bạn xem kỹ nha. Cái màu nhôm nó sẽ không giống đâu nha các bạn. Đấy. Các bạn nhìn và mình có thể thấy được cái sự khác biệt ha. Cái chân kính của hàng loại 1 nè, rất là mịn và đẹp nữa, sắc sảo. Và chân kính loại 2 đây. Đấy. Thì cái vấn đề hôm nay mình qua làm cái video clip này là ở chỗ này. Gặp vấn đề ở chỗ này rất là nhiều. Anh em mua hàng về xong nhận hàng bắt đầu so sánh video clip mà đã từng tải lên cách đây khoảng một thời gian cũng khá lâu. Thì anh em có thắc mắc là tại sao mà shop nói là cái chân kính này nó không có cái viền, nó không có những cái sọc như thế này, nhưng mà sao bây giờ lại có, sao nó giống hàng loại 2 quá vậy? Thì hôm nay mình sẽ đính chính lại ở trong video clip này ha. Đây là do nhà sản xuất người ta thay đổi mẫu mã mà mình không có biết trước được. Đến khi mình nhận hàng rồi và mình cũng không có phát hiện ra, mình giao hàng rất là nhiều và anh em cứ đặt cái vấn đề ở chỗ này, nói đây là hàng loại 2. Mình cam đoan với các bạn đây là hàng loại 1 của kính hậu H2C nha. Nó chẳng qua chỉ là nó chỉ thay đổi về cái phần chân kính này thôi.
Đó, một sự trùng hợp khiến cho anh em có thể hiểu lầm. Hôm nay mình sẽ giải quyết vấn đề ở đây. Thì cũng như nãy giờ mình so sánh cho các bạn xem ha. Bên tay phải mình đây là kính hậu H2C loại 1 và bên tay trái là kính hậu H2C loại 2. Đó. Thì những cái mà mình phân biệt cho anh em đó vẫn là như cũ, không có gì thay đổi về cái kính hậu. Còn về chân kính thì nó đã được thay đổi về cái vân sọc ở ngay cái chân kính rồi ha. Và ngay cả cái nắp nè, các bạn xem. Cái nắp chân kính của kính H2C loại 1 vẫn là thương hiệu H2C nha các bạn. Không thay đổi. Còn đây là nắp đậy chân kính của kính H2C loại 2, nó có chữ Rizoma. Và mình không biết là sau này nhà sản xuất của kính H2C loại 2 họ có thay đổi cái chữ này hay không, thì mình không dám chắc nha. Nếu mà có thay đổi gì thì mình sẽ tiếp tục cập nhật video nữa. Thì anh em cứ yên tâm ha. Shop cam đoan với anh em. Mình cam đoan với anh em đó là mình nhận tiền của anh em. Sản phẩm nào thì mình giao đúng giá trị sản phẩm đó. Còn nếu mà anh em phát hiện ra mình bán hàng mà không đúng giá trị thì anh em cứ phản ánh qua số điện thoại này ha, 0909503025, mình sẽ giải quyết triệt để. Rồi, đó là một cái sự thay đổi về phần chân kính của H2C. Hôm nay mình sẽ làm cái video clip này để anh em có thể hiểu rõ hơn và yên tâm hơn khi mà đặt hàng tại shop của mình nha. Vì nếu mà một người mà làm ăn mà không đàng hoàng thì họ sẽ không bao giờ quay những cái clip này lên cho anh em xem đâu. Rồi, mình mong anh em sau khi tham khảo video clip này mình có thể thông cảm cho shop nha. Vì những cái thay đổi mà nhà sản xuất họ không có thông báo trước. Còn về mặt mà có đúng hay không thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Thì đây là những cái cách mà mình đã phân tích cho anh em rất là rõ ràng về cái mặt kính nè. Ở đây mình có hai cái sản phẩm để mình so sánh cho anh em luôn, thì anh em còn phải bận tâm gì nữa. Đó. Về phần này thì mình không dám nói ha, phần cái phần cán của cái kính nè. Thì cái loại 2 nó dài hơn và cái loại 1 thì nó ngắn hơn. Mình nếu mà mình so sánh cái này thì lỡ mà mai mốt cái hàng loại 2 á, họ làm ngắn hơn giống cái này nữa thì nó sẽ có một sự thay đổi nữa. Và nếu mà lỡ mà bên công ty sản xuất kính loại 1 á, họ làm cái chân kính này dài nữa thì nó lại có sự khác biệt nữa ha. Cho nên là anh em cứ yên tâm, có sự thay đổi gì về sản phẩm thì mình sẽ cập nhật tiếp video cho anh em ha. Rồi, mọi thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số hotline 0909 503025 hoặc 0909 474713 ha. Các bạn có thể phản ánh về hàng hóa chất lượng như thế nào, shop sẽ giải quyết triệt để cho anh em, để anh em không có bị thiệt thòi khi mà mình bỏ số tiền ra để mình mua sản phẩm về sử dụng. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video clip nha.